Chào tất cả mọi người đang xem cái video clip này của Tiến nha. Thì hôm nay mình tiếp tục mình giới thiệu với anh em mình một cái mẫu súng bút bóng đạn cao su. Thì hôm nay mình mới vừa về được một ít nè, ở trong hộp này mới tháo ra nè. Mình quay mình giới thiệu với tất cả mọi người luôn. Đây là con súng bút bắn đạn cao su nha. Đây, mình mới vừa về. Thì hôm trước mình đã hết rồi, thì một số là anh em đặt hàng thì nhớ liên hệ lại với Tiến nha. Đây, súng bút bắn đạn cao su. Thì cái mẫu này là mẫu cải tiến nhất của bên shop mình luôn nha. Thì nó có cái gen dặn ở đây. Đây, nó có cái gen dặn ở đây nè. Khi mình tháo ra nó rất là dễ dàng để mình thay thế cái lò xo bên trong. Tại vì mình xài một thời gian lâu dần, 1 năm 2 năm gì đó, khi mà cái lò xo của nó bị giãn, bị yếu đi thì mình có thể thay được cái lò xo luôn đó. Nên shop Tiến làm cái mẫu cải tiến là nó hơi dài hơn cái mẫu trước là bao nhiêu đây, nhưng mà ngược lại mình sẽ làm nó ở dưới đây đủ lực, kéo nhẹ và rất là chắc chắn luôn. Đây, mẫu mới của bên shop Tiến nè đó. Anh em nào đặt hàng thì hôm nhắn tin cho mình thì nhớ gọi điện lại nha. Mình nói là mình khi nào hàng về thì mình up lên YouTube cho anh em mình xem nha. Đây, mẫu súng bút. Còn anh em nào xem những cái clip mà mình test á, thì đây mình có để đây nè, để cái link ở đây. Anh em nhấp vào đây để xem lại cái clip test nha. Đó, rồi mình cũng có làm review nhiều về con bút này rồi. Hôm nay mình chỉ quay mình thông báo với anh em là hàng về thôi. Đó, rồi đợi mình mở ra cho anh em xem là nó cải tiến làm sao. Đây, tại tầm đây nè, cái mẫu cũ thì anh em không thể dặn ra như thế này được. Đó, khi mà cái lò xo ở bên trong này nè, nó xài lâu ngày nó bị cứng, nó chết lò xo thì anh em không thể thay được. Đây, lò xo này thì anh em ra tiệm cầm cái lò xo này ở tiệm như sắt thép rồi nó bán nhiều dòng lò xo, cứ mua về đó, cứ gắn theo bằng cái gì thì gắn vô thì xài nó ok nữa. Mình đã tính cho anh em hết rồi đó, tính cái đường mà sau này cái lò xo nó bị trục chặt đó, thì anh em tự mua tự thay đó. Đó, thì dặn vô thế là ok thôi. Đây, bút. Một cây mình tặng kèm theo ba viên kẹo giá là 2 triệu nha. Mình xin nhắc lại. Và mình xin nhắc lại về cách giao dịch của bên mình một lần nữa nha. Thì shop của Tiến thì chỉ có một cách giao dịch duy nhất thôi, là chuyển khoản nhận hàng. Shop Tiến nhận đủ hàng là Tiến gửi để anh em. Nhiều anh em lên cứ nói Tiến mày là chuyển khoản lừa đảo hay gì, có hàng bán cho anh em, bán để lấy lời, bán để lấy tiền về nhập hàng và làm tiếp nữa. Rảnh đâu đi lừa gạt, lừa đảo là bị chửi mà không phải chửi vừa, chửi đầu cha, chửi xuống không à. Mình thì không có thích bị người khác chửi, vậy nên mình có hàng. Khi nào có hàng là quay giới thiệu với anh em, khi nào hết hàng là báo shop của Tiến hết hàng. Có hàng là quay có hàng, khi nào hàng về thì mình cũng như là hứa hàng về mình quay, mình báo với tất cả mọi người luôn. Đó, có hàng nó làm ăn cho nó đàng hoàng anh em à, lừa đảo lừa gạt nó không có tồn tại được lâu. Đó. Rồi anh em mình muốn liên hệ với mình thì số điện thoại để góc trái màn hình. Đây, số điện thoại để đây 0706 222 435. Đó là số điện thoại liên lạc với Tiến nha. Nếu mà không có gì quá bận quá gấp hoặc là tình huống nào đó thì anh em cứ gọi điện trực tiếp cho mình. Đó, đỡ hơn là nhắn tin. Tại vì nhắn tin nhiều khi mình không hay không trả lời, cứ gọi điện là tốt nhất. Hoặc là nhắn tin cho mình gọi lại nhá, máy mình cũng gọi lại để nói chuyện với anh em đó, để mình trao đổi hơn, kỹ hơn nữa nha. Rồi, mình kết thúc video tại đây đi. Anh em xem video thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Nút đăng ký kênh là mình bấm đăng ký là hoàn toàn miễn phí. Rồi nhấn cho mình cái chuông kế bên luôn, để khi mình ra cái video hoặc ra những cái clip gì đó, thì anh em nó sẽ thông báo cho mình liền, anh em có thể xem được ngay luôn nha. Rồi, mình xin chào và xin tạm biệt tất cả anh em.